Giờ quý vị biết không, bây giờ hỏi làm phước như vậy là có thành tiên thành Phật không, rồi làm từ thiện có thành tiên thành Phật không, thì hôm nay tôi giải cho quý vị nghe cái chuyện này. Có thể là quý vị hồi đó giờ có nghe nó thường thường đi làm phước đó, hay hoặc làm từ thiện, hai cái này khác nhau nha. Làm phước khác nha, làm từ thiện khác nha, làm công quả khác nha. Nhưng mà tôi nói thật quý vị á, quý vị làm phước dù nhiều hay ít, quý vị cũng vẫn là có phước hết. Thí dụ giả sử như hôm nay như cô Hà đây thì coi như giúp đỡ trong lẫn nhau có phước, bây giờ làm phước ít thì có phước ít, mà làm phước khá khá thì phước khá khá, mà làm phước nhiều thì sẽ có phước nhiều đó. Bây giờ đó như vậy đó, hỏi như vậy chứ làm phước mà bây giờ cái người mặn đầu tể, tôi nói thí dụ nha, cái người không ăn chay ăn tương mà làm đồ tể là thí dụ như là mặn heo này kia nọ đó, hỏi có phước không? Có, dạ có phước hết trơn á, nhưng mà cái phước ít và phước nhiều vậy thôi. Bây giờ là duyên nghiệp mà đức thầy có nói rõ ràng á, kỳ xá tội nay còn một lúc sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ, gặp giảng kinh chẳng cứ làm ngơ, chồng bông kiện giống chi hưởng nay. Đó thầy nói rõ ràng quý vị. Thì bây giờ như vậy là Khổng Tử có nói rõ ràng đó, thiện hữu thiện báo thì ác hữu ác báo. Mà đức thầy nói chúng ta, đức thầy chúng ta nói đó, là trồng bông kiện giống chi hướng nấy, tức là này theo lực nhân quả là quý vị, nó là theo lực nhân quả thôi. Thì hôm nay để tôi kể quý vị một cái mẫu chuyện, rồi tôi qua tôi nói về cái vụ làm phước ha, rồi tôi nói về cái vụ làm thiện. Hồi xưa đó quý vị, có một hai ông, có hai người này là tu với nhau. Một ông á thì coi như là ổng là một nhà sư, ổng tu, nhưng mà ổng tu ổng không có làm phước gì hết. Quý vị mấy người mà tu mà đi khắc thực á đâu có làm phước gì, phải không? Đi khắc thực là tu. Còn cái ông kia thì ổng không tu mà ổng làm phước đó, làm phước dữ lắm. Thì hai người này cũng đồng thời người tu và người làm phước, nhưng mà cuối cùng một thời gian như vậy đó là chết rồi đó, là nhiều đời nhiều kiếp gì đó, đào thai lên, hai người cũng đào thai lên chung một lần đó. Thì ông sư này nè, ông mới là đi khắc thực. Ông sư thì có khi nào đi khắc thực, có khi nào ông giàu đâu, chỉ là có một người đó là cái lòng mà không tốt thì mới là giàu thôi. Còn cái ông sư này ông đi khắc thực là ông đâu có gì đâu giàu, phải không? Ông chỉ là giàu được có cái bình bát và cái áo tròn thôi đó. Thành tử ra ông nghèo lắm, ông sư này nghèo lắm, bị kiếp trước ông không có làm phước, thấy không? Thì kiếp này ông đào thai lên chỉ là ông được một cái là cái áo cà sa và đồng thời một cái y bát thôi. Còn mà cái ông mà làm phước nhiều đó mà ông không biết tu đó, ông đào thai cái này ngon à, mà ông đào thai thành con voi vậy thì ông không có tu, thì ông đào thai lên thành con voi, mà con voi giàu nha quý vị. Con voi này mà ông đào thai vô được là trong nhà vua. Trời ơi, ông vua mà ông đi tới đâu là ở gặp nhà châu báu là đeo con voi này là đầy hết trên, đầy mình hết trơn, thấy không? Bởi vì ông có làm phước nè, nhưng mà ông không có tu, thì mà không tu thì ông đào thai lên. Bởi vì thầy có nói là trồng bông kiển giống chi hướng đấy, thấy không? Thành thử ra bây giờ mình sát nhân, sát hại giặc, thì bây giờ hôm nay đào thai thành con giặc thì thành thử ra cũng có phước đó, cũng giàu vậy. Nhưng mà đào thai vô làm vua, trời ơi, vàng ngọc châu báu này kia nọ phải là giàu lắm, là con voi ông vua đi tới đâu là coi như hực khở nha, voi hực khở nha. Nhưng mà mai đâu bữa nay đi vậy là coi như gặp cái ông nhà sư này, thành thử ra từ gặp nhà sư này, ông nhà sư này biết, ủa tao với mày hồi đó là bạn bè đấy mà, và hôm nay lớn tao gặp mày, mày giàu, bây giờ mày giàu mà mày là con voi. Thôi như vậy là thôi, kiếp này mày ráng, kiếp này kiếp sau mày trở thành thai thành người nha. Nói vậy con voi biết đâu, quý vị biết không, con voi nó khóc, nó chảy nước mắt đó, nó chảy nước mắt. Thì hôm nay ý muốn nói là mình cái gì cũng có phước lắm quý vị, cái gì cũng có phước hết, nhưng mà nó tùy theo cái cảnh mà đi đó chị, thấy không? Nó tùy theo cái cảnh đi. Thành thử ra cái câu mà thầy nó nói đó là mộ khang thần tỉnh cần chiêu, khỏi cơn hoạn nạn lam kiều được lên. Bây giờ lam kiều là gì quý vị? Lam kiều tức là cầu lam, thấy không? Đó, thành thử ra bây giờ thôi để tôi kể qua mỗi chuyện cầu lam cho quý vị. Thì hồi xưa đó thì có anh Bùi Hàng này quý vị, ảnh lớn lên khoảng 19 tuổi rồi, tới ngày có thể cặp kê có vợ có chồng.
Thì bây giờ như vậy là ông cha mới nói là thôi à con à, bây giờ con hôm nay con có 19 tuổi, có mình anh con. Thì thôi bây giờ như vậy đó, thì bây giờ tới ngày để lập gia đình để cưới vợ cho con. Bùi Hằng biết nói sao không quý vị? Thôi bây giờ là con mà cưới vợ, con cưới vợ tiên con mới chịu, chứ là coi như là cưới vợ phàm là tôi không chịu đâu. Ông già nói tèn mẹt ơi, tưởng cái gì mà con đi cưới vợ tiên, mà tiên đâu chứ phàm trần này mà kiếm được cái vợ tiên mà cưới cho con. Thì thôi bây giờ là con muốn là đi cưới vợ tiên á, thì con tự con đi kiếm đi. À, tự con đi kiếm mà có vợ tiên, tự con đi kiếm đi. Dạ, dạ được, thôi vậy là con đi kiếm vợ tiên. Rồi bây giờ quý vị biết không, như vậy là bắt đầu là ôm gói đồ đi kiếm vợ tiên quý vị. Mà thường thường á thì nói đi kiếm vợ tiên như vậy là phải lên núi Cấm này nha, đó đi theo đoàn xe của ông Hà đó nha, mới có kiếm được vợ tiên nha. Chứ bây giờ mà kiếm vợ tiên là nhà thường thường lên tiên là lên trên núi rồi mới có tiên phải không. À, đi bốn ông thẻ này kia nọ, đi lên ông thẻ số 3, bữa nay lên ông thẻ số 3 có tiên không, phải không, đi kiếm tiên mà. Nhưng mà mới đi lên tới lộ tẻ chi tôm rồi quý vị, mới lên tới lộ tẻ chi tôm cái gặp ông già râu ngang ngực nha, râu ông già chứ không phải râu tôi nha, râu tôi nó cũng mảnh nha, râu ông già râu bạc trắng nha. Hỏi vậy chứ chú đi đâu hả? Như đậu giang hỏi chú đi đâu đó, dạ con đi kiếm vợ tiên ông già. Mà gặp ông tiên đâu có biết. Ông già nói trời ơi giang ơi giang, mẹ nhà mày không kiếm mày đi đâu lên núi thì tiên đâu trên này kiếm, giang ơi giang. Cái đó là con bây giờ con phải kiếm vợ tiên được, con đi núi cũng kiếm vợ tiên mới được. Như vậy là thế này, ông già ông thấy này là nhiệt tình quá, muốn đi kiếm vợ tiên là nhiệt tình luôn nha, cũng như mình làm phước vậy đó, làm phước mình nhiệt tình là sẽ được đó. Thành thử ra ông nói thôi bây giờ nè, mày muốn kiếm vợ tiên tao cho mày bốn câu thơ. Ông nói nhất ẩm quỳnh tương bắc cảnh xanh, quyền xương đảo tặng kiếm văn anh, Lam Kiều chỉ thệ thành thiên lộ, Hà Khắc khi khương xuống Ngọc Kinh. Thấy không? Tức là ý muốn nói là bây giờ như vậy là mới kiếm vợ tiên, đâu phải cần lên núi, mà đâu phải cần xuống thành thị, mà đâu phải đi kiếm đâu mà phải có vợ tiên, mà con đi kiếm vậy. Ý muốn nói là trong câu thơ vậy đó. Đó, nhất ẩm quỳnh tương bắc cảnh xương, quyền xương đảo tặng kiếm văn anh, Lam Kiều chỉ thệ thành thiên lộ, Hà Khắc khi khương xuống Ngọc Kinh. Rồi đưa ông bốn câu thơ vậy, bắt đầu ông đi kiếm. Bắt đầu ông đi kiếm, ông đâu biết gì đâu. Ông mới lên núi đó, ông mới đi theo xe của ông Hà nè, vợ chồng của Hà nè, quý vị biết không, đi lên kiếm chùa này chùa kia, lên ông thẻ số 3, ông thẻ số 1, ông thẻ số 4, lên núi kiếm mấy ngày luôn mà gặp tiên đâu gặp. Bắt đầu mới đi về cái qua cái cầu qua cầu Lam đó quý vị, bởi vì cái mẫu chuyện này là Lam Kiều Hổ Lộ giống que đó, Ngục Môn không cửa mà hè vô đi đó nghe, thấy không, cái Lam Kiều đó ít có lai lên được cầu Lam đó, mà Ngục Môn thì đi rất nhiều. À, bắt đầu là qua tới cầu Lam quý vị. Qua tới cầu Lam thì chưa nắng, quá nắng rồi. Cái bắt đầu quý vị biết không, cái bắt đầu là chưa nắng rồi, cái mệt quá rồi. Cái bắt đầu bước qua đầu cầu thì gặp cái bà già này, bà bán quán nước quý vị. Đó, bán quán nước, cái bắt đầu là bước tới khát nước quá, vô nơi bà bán cho con tô nước. Cái bắt đầu bà già mới nói là Văn Anh ơi, con bán cho anh con một tô nước. Bắt đầu là Văn Anh ở trong buồng quý vị, cầm một cái tô nước ra, bắt đầu là vét cái màn the ra. Trời ơi, ông mùa hàng này gặp cô Văn Anh rồi một cái nha, phải nói đẹp và phải nói không tưởng tượng. Mà cô Văn Anh thì quý vị biết không, tiên mà ông đâu có biết, đẹp dữ lắm quý vị biết không, tiên mà nói đúng là tiên, mình thấy tiên mà tiên giả, mà tiên bây giờ Trung Quốc mà chiếu mấy cùng phim đó, quý vị thấy nó còn đẹp gì đó. Mà nếu tiên thiệt ở ngoài đẹp cỡ nào, phải không cô Hà? Đó, ông gặp mà bưng tô nước ra cho ông, mà ông cầm tô nước mà ông dòm cô Dân Anh, mà tô nước đổ nào không hay nữa. Trời ơi, ông mê cô Dân Anh vậy đó. Như vậy là coi như ông mới là ông cầm tô nước mà ông không biết nói gì, ông mới lội lại đằng kia, ông lội đằng sớm đó, ông ấy hỏi người ta nói cô bác ơi, bây giờ cái cô đó là tên cô gì mà cô đó đẹp quá trời đẹp vậy. Nó là trời ơi ông hỏi làm chi, mà nói là không, bây giờ mấy bà nói cho tôi biết, chứ bây giờ cái cô này đẹp quá đẹp rồi, bây giờ tôi chịu, tôi thương cô này lắm rồi. Nói tèn mẹt ơi, ông hỏi ta chi mà hỏi có chồng chưa, nó là bây giờ ông hỏi làm chi, cô đó là không có chồng đâu,
mà cô đó biết là văn công tử, văn giàu có, văn là con của phú hộ được không à, mà lại cưới là không ai cưới được trơn á. Hỏi lý do làm sao? Nói bây giờ ông hỏi lý do, ông lại vẫn hỏi cho tôi biết thì hỏi, ông hỏi tôi biết hỏi ai. Như vậy là ông lết lại. Ông lết lại cái bắt đầu ông hỏi, dạ thưa bà, bây giờ ông nói thiệt luôn, bị gì quá thương rồi. Ông hỏi vậy chứ bà bây giờ cái cô này tên gì? Mà cái nghe nói là cô Vân Anh, mà con thương cô Vân Anh này thiệt lắm. Bây giờ như vậy bà như thế nào, bây giờ con cưới cô Vân Anh thì về làm vợ. Bà nói được. Bây giờ nếu muốn cô mà cưới con gái tôi á thì giấy ở cả tôi không đòi hỏi vàng dòng, tôi không đòi hỏi tiền bạc gì hết trơn á. Bây giờ đó tôi á thì tôi có cái cối xây, phải không? Tôi có cái cối ngọc. Mà bây giờ như vậy đó là chú làm sao đó mà chú có cái chày ngọc như vậy, nó vừa như vậy nè, là tôi gả gái rồi cho chú, là cô Vân Anh cho chú. Rồi bây giờ cái cối ngọc mà bây giờ lên trên núi mà vậy là cho qua cầu la mình gặp cối ngọc mình về, mình biết làm sao mà có được cái chày ngọc có môn mà qua mà ra ngoài Đà Nẵng ở ngoài mà ra cái núi ngọc ở ngoài mà kiếm mà tiện cái chày không biết làm sao có giống không đây nữa nha. Cái ông nói thôi dạ gì được, bây giờ con về con phải xính lễ là cưới cô Vân Anh được, dùng muốn dù không cưới cô Vân Anh. Bắt đầu ông thầm thì ông đi về, ông nói làm sao biết cái chày ngọc đừng có, ông nhớ trực lại, ông nhớ trực lại là đi tới Mương Ranh nè, đi tới chỗ này nè, cái bắt đầu là chú Giang này mới là gặp, mới nhớ lại là ông già có râu này nè, ông già bạc nè, ông cho bốn câu thơ này nè, bây giờ về gặp ổng mới được. Bắt đầu là về quỳ lại ổng là chừng khoảng 3 ngày luôn, 3 ngày 3 đêm quỳ lại. Bây giờ ông ráng làm sao mà cho con một cái được cái một chày ngọc để là lại xính lễ cô Vân Anh gì làm vợ con. Thì quý vị biết không, như vậy ông nói thôi bây giờ về nha, tao thấy mày là nhiệt tình, mày thương cô Vân Anh mà mày thiệt tình á, tao thấy cái lòng mày thiệt tình, bây giờ mày thiệt tình thì bây giờ tao cho mày một cái chày ngọc này, mà mày cưới về đó ha, là mày phải làm y theo tao dặn đó, mày phải là tao mới cho mày cái chày ngọc nghe, còn mày không làm theo y tao đó là tao không có cho mày chày ngọc nha. Thế thì quý vị biết không, như vậy là ông đưa một cái chày ngọc, rồi đưa ông này mừng quá, ông xách chày ngọc ông đi xính lễ cô Vân Anh, thì đi lại là có cái cối ngọc thì có chày ngọc, thì bà già này gả liền, gả cô Vân Anh liền. Mà cái gói ngọc này, chày ngọc này biết làm gì không quý vị? Giả thuốc nhân đơn, tức là bây giờ giả thuốc á, là bây giờ giả ra cho người ta uống hết bệnh đó, hết bệnh để mà làm phước đó. Thì bây giờ như vậy đó là quý vị biết không, như vậy là về là 3 người mà giả thuốc với nhau thì 3 người thành tiên hết trơn quý vị. Thì bây giờ là mẹ Vân Anh thành tiên, mà Vân Anh là tiên thì ông Bùi Hàng này cũng là thành tiên. Bởi vì câu nói thầy nói đó, phước nhiều tiên cảnh lên gài đó. Bây giờ mình muốn là làm tiên thì bây giờ như vợ chồng Bức Hà này, bây giờ đó là coi như ráng làm hai vợ chồng gì tiên nha đó. Mà bây giờ là phước nhiều tiên cảnh lên gài, mà cái chuyện mà nói là coi như là phước đức quý hơn mặt vàng đó, phải không? Mà có chỗ là phước nhiều tiên cảnh lên gài, mà có chỗ mà thầy nói đó cái câu gì mà thành tiên thành bạc nè, câu gì nè, phước nhiều tiên cảnh lên dài, làm chân chánh là tiên là Phật, phải không? Làm chân chánh là tiên là Phật, tức là mình muốn làm tiên làm Phật sao, là cũng thành tiên làm Phật nè. Bởi vì trong khi làm chân chánh là tiên là Phật thì trong đó là phải làm từ thiện. Mà bây giờ để tôi kể qua một cái mẫu chuyện từ thiện, thành thử ra quý vị này tôi kể chuyện thì quý vị dễ nhớ lắm, nhiều khi tôi nói qua quý vị không nhớ. Mà làm chân chánh là tiên là Phật, làm sao mình chân chánh là tiên là Phật? Bởi vì làm từ thiện này mình cũng là thành tiên thành Phật nha quý vị. Có nhiều người nói là không biết, là không thành tiên thành Phật, tôi nói là thành tiên thành Phật. Hồi xưa đó, như vậy là có cô là Diệu Hiền này quý vị, là coi như là cổ là thường thường là cổ đi cúng Phật đó. Mà tôi nói về cái kiếp trước của Diệu Hiền đó nha, là cổ nghèo lắm, nói là cái kiếp trước đó, cổ nghèo lắm. Thì cổ cũng như là nghèo, mà cũng như là đi là lụm bọc hay này kia nọ đó, mình nói cái sự nghèo đi. Thì gặp cái tượng Phật là ở ngoài trời đó quý vị, đóng rộng đóng kia luôn à. Ở lại mới chùi rửa xong xuôi đàng hoàng, mới lấy nón lá đội cho ông Phật này, mới giấy ông Phật, mới nói là bây giờ làm sao mà con có tiền đó để mà con mua được 1-2 chỉ vàng đó, cái con nấu ra, cái con để phết cho ông Phật cho đẹp lại. Vậy đó là bắt đầu là sao cũng làm đây quay quý vị,
làm đây quay, cô làm đây quay cái được cho mấy chỉ vàng đi. Cái đi lại cái ông thợ bạc này mới nói là thôi bây giờ như vậy đó, là ông nấu giùm tôi là mấy chỉ vàng này đặng tôi phết vô cho ông Phật đặng cho đẹp lên. Thì quý vị biết không, như vậy là ông thợ bạc này ông nói thôi bây giờ cô có vàng mà cô làm phước để cô làm tượng thật này đây, phết tượng thật này đây, thôi bây giờ như vậy là tôi cũng nấu là nấu giùm cho cô luôn, tức là tôi cũng làm phước giúp cho cô luôn. Như vậy là phết ông tượng thật quý vị, phết xong xuôi đàng hoàng. Như vậy mà nhiều đời nhiều kiếp sau đó là đào thai lên quý vị, là cái cô Diệu Hiền này đó là phải nói là đẹp dữ lắm quý vị. Ráng và cô Hà ráng làm phước chuyến này, làm phước ngày chuyến sau đẹp như cô Diệu Hiền nha. Đó, rồi ông Ca Diếp thì cũng như ông xã cô vậy đó nha, đó làm thợ bạc vậy đó nha. Nghe quý vị biết không, như vậy là nhiều đời nhiều kiếp lên là như vậy đó, là đào thai lên là biết ai không quý vị, là Ca Diếp, còn cô này là Diệu Hiền. Thì như vậy là một cô Diệu Hiền này đầu thai về nghe một ông phú hộ này giàu có lắm, cũng như là cũng như mình nói thí dụ mượn ngoài đời nha, cũng như là phú hộ như công tử Bạc Liêu như giàu vậy đó. Thì bên đây trên này thì có ông Ca Diếp thì cũng giàu có lắm. Thì tuy vậy là tới ngày đó thì cũng 19 tuổi thì ông già mới nói là thôi bây giờ con cũng là tuổi tới tuổi cập kê, thôi bây giờ như vậy á là cưới vợ cho con. Mà ông Ca Diếp này ông muốn ở vậy tu quý vị, không muốn có vợ. Mà cô Diệu Hiền ở dưới cũng vậy đó, cũng không muốn có chồng, cũng ở vậy tu, bị cái nhân duyên hồi trước là đã có sẵn rồi đó. Thành thử ra bây giờ như vậy đó là ông Ca Diếp trên này ông nói thôi bây giờ như vậy là ba muốn cưới vợ cho con, mà để là nói dòng nói giống ha, nói giỏi công đường. Thì bây giờ như vậy đó là bây giờ cho con tạc một hình tượng đó, một hình tượng bằng vàng quý vị, mà người nào mà đẹp mà như trong hình tượng này đó là tôi mới là chịu, còn nếu mà như mà không có đẹp như hình tượng này tôi cũng chưa chịu. Rồi như vậy là coi như cũng đồng ý cho ông tạc một hình tượng quý vị. Mà quý vị thường thường thấy không, những cái hình tượng mà tạc rồi là nó đẹp lắm, chứ không phải như ngoài đời mình thấy không, cái hình tượng nào cũng đẹp lắm. Thì quá chàng xong xuôi đàng hoàng thì bắt đầu là có gia đình, 4-5 gia đình nữa quý vị, bắt đầu là khiêng cái hình tượng đi. Mà chỗ nào mà có lễ lộc á, chùa đình nào cúng á có lễ lộc thì bắt đầu đem hình tượng để trước đó. Rồi bắt đầu là mới nói là bây giờ ai đi lại mà cúng mà cái hình tượng này đó thì sao được cái phước nhiều, đặng mà dụ mấy cô gái này lại coi người nào mà có đẹp với cái hình tượng này không đó, dụ lại. Mà đi tới tỉnh An Giang, Đồng Tháp, đi tùm lum hết trơn vậy đó mà cũng không thấy ai mà đẹp được như hình tượng này quý vị. Sao mà có kỳ đó một cái lễ, cũng như nha, cái này là mượn thí dụ mình nói, cũng như là lễ vua Hùng Vương ở Hà Nội đó, đây mà xách cái hình tượng ra tới là ngoài Hà Nội vậy nha. Bắt đầu ra để cái hình tượng đó quý vị, là để lên xăm xuôi đàng hoàng ở trên rồi đó, bắt đầu là để chiêm ngưỡng một cái lễ rất đông. Thì cái cô Diệu Hiền này nè, cái cô Diệu Hiền này mới nói với bạn bè, cái duyên nó đã tới rồi. Thành thử ra nãy tôi có nói đó, là duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Mình có nhân duyên với đức thầy đó quý vị, kiếp trước mình cũng có đức thầy như vậy đó, là hôm nay mình mới gặp lại đức thầy mình mới tu như vậy nha. Hôm nay mình cũng có nhân duyên với là vợ chồng của là Úc Hà đây, mình có nhân duyên mới đi được chung xe vậy đây. Cái gì cũng có là cái duyên hết quý vị. Thành thử ra đem cái hình tượng này quý vị biết không, là coi như để đó đặng mà chiêm ngưỡng, đặng mà coi những cô gái là chiêm ngưỡng cũng có ai đẹp như là trong hình tượng này không. Cái bữa đó ngày đó là cái cô Diệu Hiền mới rủ bạn bè, mới nói thôi bây giờ như vậy là hôm nay có cuộc lễ, thôi bây giờ chúng ta để mà đi lễ đi cúng Phật. Thì quý vị biết không, là như vậy đi lại là coi như là cúng Phật. Thì đi lại là thấy cái hình tượng mà trước cửa mà chùa đó, trước cửa đình đó, để mà đi lại chiêm ngưỡng cái hình. Thì quý vị biết không, đi lại chiêm hiền ngưỡng cái hình, mà cái hình đó quý vị biết là bằng vàng là chói ánh hết trơn. Nhưng mà cô Diệu Hiền thì đã đi tới rồi là cái hình tự nhiên cái hình nó xuống liền. Cô Diệu Hiền này đẹp hơn cái hình tượng đó. Trời ơi, gia đình này thấy mừng quá mừng, mới chạy về báo cho ông cả phú hộ, nói bây giờ hôm nay đó là coi như là tôi sẽ thấy được một người đẹp như trong hình tượng này. Thì quý vị biết không, ông cả ông phú hộ này ông mừng quá đi, ông già cái giếp này mừng quá đi. Thì thế nên mới về mới là cậy xuống dưới là cưới cô Diệu Hiền này. Mà quý vị biết không, hồi xưa nó gọi là môn đăng hũ đói đó quý vị.
mà ở dưới thí dụ cũng như là có công tử Bạc Liêu mà giàu có, thì trên này có một người giàu cũng như công tử Bạc Liêu, thì nghe tiếng gia danh với nhau thì bắt đầu xuống hỏi cưới, thì ở dưới đồng ý cả. Bị ở dưới là phú hộ, trên này cũng là phú hộ đó, mới là gả cô Diệu Hiền gì à. Nhưng mà quý vị biết không, hồi xưa đó áo sao mặc qua khỏi đầu, phải không? Tức là cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó, theo phong tục hồi xưa vậy. Thành thử ra cô Diệu Hiền này chấp nhận, chứ thực tế ra cô Diệu Hiền này là không chịu có chồng, ở vậy rồi tu. Mà ca diếp thì cũng vậy đó. Cái này tới đâu rồi đừng rồi, trần xanh đèn đỏ hay gì đó, vậy hả? À, thì bây giờ thì nói hoài tới chừng nào mà ngừng thôi, chừng nào nói hết nổi thôi. Có huynh bá mà sao không biết nói chuyện à? Rồi hả? Có huynh bá mà sao? Ủa có bá nữa hả? Bá nào? Chuyến đi này có Hà có bá luôn mà, nhưng mà huynh bá mà sao cần biết nói chuyện? À, bá là bá ông Hòa Hảo hay bá nào? Hà bá. Không phải huynh bá kia, huynh bá này mới quen. Vậy hả? Mà cũng biết nói dặn. Có Hà bá. Vậy hả? Có Hà bá đi luôn. Ôi ôi, vậy nãy giờ không giới thiệu. Vậy là có ngày lớn tuổi chưa? Lớn tuổi. Nhiêu tuổi rồi? Vậy hả, huynh bá này hả? Như vậy là chút xíu nữa huynh bá này lên tiếp tôi nha. Vậy là có lý quá à. Trong xe này có được để Giang và huynh bá này là thấy có lý quá rồi ha. Vậy quý vị cho một tràng pháo tay của Vũ huynh bá đi quý vị. Đứng dậy cho tôi gặp qua mặt cái coi huynh bá. Huynh bá là người nào đâu? Trời ơi. Kêu bằng cái này là nhân tài nằm trong lá ủ ha, giấu mặt luôn ha, không cho thấy luôn ha. Rồi quý vị biết không, như vậy là cưới cô Diệu Hiền thì gì quý vị? Thì hai vợ chồng là vô trong phòng đó quý vị, sáng một đêm đó không ai nói chuyện với ai hết trơn quý vị, một người ngồi gốc. Kêu bằng ngày quý vị biết không, ngồi tới sáng luôn, tự nhiên cái cô Diệu Hiền này khóc quý vị, cô Diệu Hiền này khóc. Rồi ca diếp mới nói vậy nè, ủa tôi với nàng đêm nay mà tôi đâu có mà nói gì cô đâu mà cô khóc. Thì cô Diệu Hiền này mới trả lời vậy nè, là anh bây giờ anh hại cuộc đời tôi rồi. Bây giờ cuộc đời tôi muốn ở vậy là tôi ăn chay niệm Phật, tôi ở vậy là coi như tôi tu suốt cuộc đời tôi. Mà hôm nay anh cưới tôi về thì trong khi đây là anh phá cuộc đời của tôi rồi, tôi hết cái sự tu hành rồi. Thì ca diếp này mới mừng quá quý vị. Cô Diếp này, ca Diếp này mới nghe nói là Diệu Hiền nói câu nói mà là tu, thì ca Diếp này cũng vậy. Ca Diếp này muốn ở lại vậy tu mà. Thành thử ra ca Diếp nói, ôi ôi, cô nói vậy là mừng quá rồi. Bây giờ cô muốn ở vậy phát tâm để mà tu, niệm Phật ăn chay để mà tu. Thì thôi bây giờ tôi cũng là như cô, bây giờ tôi cũng muốn niệm Phật ăn chay ăn tương như cô mà tôi tu cho suốt cuộc đời này. Thì thôi bây giờ tôi bàn với cô vậy. Bây giờ từ tối tới 12 giờ đó, thì cô cứ việc cô ngủ đi, còn tôi thì tôi đi kinh thành hay hoặc là tôi ngồi tôi bán già niệm Phật. Thì trong khi tới 12 giờ tới sáng á, bắt đầu là tôi ngủ, thì cô đi kinh thành cô niệm Phật, đó là tùy cô. Thì như vậy là hai người bàn ý với nhau quý vị, là trong suốt 12 năm trời là y gan vậy hoài. Thì trong 12 giờ này thì đổi, 12 giờ kia đổi vậy á, thì không ai ngủ với ai hết, có một cái giường quý vị đó. Thì trong một cái hai cái giường chứ, mà hai cái giường thì người này thì đi thì đi ngủ vậy. Rồi bây giờ quý vị biết không, như vậy là 12 năm trời mà không con không cái gì chứ đó. Rồi ông cả này ông mới hồ nghi, vì hai vợ chồng 12 năm không có con, hồ nghi mới kêu gia đình rình coi. Thì rình coi thì đúng y gan như vậy, một người ngủ thì một người đi kinh thành niệm Phật, một người đi kinh thành ngủ, thì thời gian giống hệt như vậy. Trời ơi, hai ông bà mới vô nói hai con làm gì là con là cha không đồng ý rồi. Bây giờ cưới về đặng bà đặng có con đặng nói giỏi tâm đường, mà làm theo cái kiểu này thì đâu có được. Thì bây giờ như vậy là ông cả mới sai gia đình là dẹp hết trơn ba giường, chỉ còn một cái giường thôi. Thì hai vợ chồng cũng làm y như vậy quý vị. Thì như vậy là cô Diêu Hiền mới bàn với ca diếp, nói bây giờ như vậy là không được rồi. Bây giờ ở đây cha mẹ nếu ép buộc như vậy quá, thôi bây giờ mình sắt căng để đi tu. Thì bây giờ quý vị biết không, thế nên như vậy đó là coi như là ca diếp mới nói bây giờ đó, mình bây giờ phải làm tròn chữ hiếu. Mà nếu hôm nay chúng ta mà không làm tròn chữ hiếu mà chúng ta mà tu là đâu đạt được cái gì, phải không quý vị? Bây giờ hôm nay chúng ta tu mà Đức Thầy nói là hiếu chung hả, dự cho xong đến chừng gặp Chúa mới mong trái gì. Mà hôm nay chúng ta không làm tròn chữ hiếu
mà hôm nay chúng ta mà bỏ, mà cha bỏ mẹ, mà chúng ta lên non lên núi mà chúng ta tu đó, thì thấy có đạt điều gì không quý vị? Cũng như có cái mẫu chuyện đó, mà bây giờ như vậy là cái ông này mà ông đem đẩy chuối vô mà trong cúng Phật đó, nhưng mà cuối cùng vô cúng Phật mà đem đẩy chuối, mà cha mẹ mẹ ở nhà mới thèm cái chuối, để cái chuối xin cái chuối ăn, mà con nó không được à, chuối này đi đem vô cúng Phật à, cái chuối này là bà không được, thấy không, mẹ cha mà không cho ăn, mà bây giờ mình vô cúng Phật là cúng ai? Bởi vì có câu à, nãy mình cúng mình có nói đó, tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ thì trực giảng Tây Phương, nếu mà cha mẹ mà còn sống thì chúng nếu mà cha mẹ còn sống thì chúng ta phải lo cho cha mẹ chu toàn, thì phải là mình cũng cầu cúng nguyện cầu cho cha mẹ thì sống tới ngày Tăng Long Phước Thọ. Còn mà nếu cha mẹ quá khứ thì chúng ta phải càng ngày chúng ta để cầu nguyện cho cha mẹ chúng ta để trực giảng Tây Phương. À, đó là bổn phận à, người con phải làm cho cha mẹ vậy đúng không quý vị? Thế nên à, như vậy là Ca Diếp không đồng ý. Ca Diếp mới là ở vậy. Như vậy là thời gian như vậy đợi chừng nào mà cha mẹ mà chết rồi đó quý vị. Cha mẹ qua đời hết rồi thì mới xuất căn đi tu. Thì à, quý vị biết không, tới ngày như vậy là cha mẹ qua đời hết rồi quý vị, giàu có lắm. Thì một ngày đó Ca Diếp mới nói Diệu Hiền, thôi bây giờ cha mẹ đã qua đời, thôi như vậy là để là tôi phải đi kiếm cái đường mà để giải thoát, đi kiếm Phật mà tu. Giống như là Đức Phật mà hồi xưa mà Thái tử Siddhartha giống y rang vậy đúng không vậy? Có vợ là Yuja Đề La mà con La Hầu La, mà đền vàng điện ngọc quý vị biết không, giàu có như vậy đó. Mà Đức Phật là nửa đêm mà bỏ trốn vợ và con, bỏ đền vàng địa ngục mà bỏ đi địa ngục mà bỏ vô rừng, mà quý vị biết không, tu ngồi khổ hạnh 6 năm như vậy đó. Thì Ca Diếp này cũng giống như vậy quý vị. Thì Ca Diếp mới nói Diệu Hiền, thôi bây giờ như vậy là tôi sẽ đi kiếm Phật là trong vòng 2 năm, mà nếu mà tôi kiếm Phật được mà tôi tu rồi đó thì tôi sẽ trở về tôi rước nàng đi tu. Thì quý vị biết không, Ca Diếp đi vậy là cuối cùng 2 năm trời đi tìm kiếm Phật, nhưng mà giống hệt như là Đức Phật vậy quý vị, đi tìm hoài không kiếm gặp được Phật đâu hết. Thì sao mà tới một ngày đó quý vị, đến một ngày đó thì như vậy là gặp Phật Thích Ca mà ngồi thuyết pháp. Thì đến đó, thì đến đó thì bắt đầu là Ca Diếp mới ngồi với nghe quý vị. Thì Ca Diếp mới ngồi đó là bắt đầu là nghe. Thì Ca Diếp mới là ngồi đó mới nghe Phật thuyết pháp. Thì Ca Diếp cũng chưa tin nữa quý vị. Mình có đang quay phim quý vị, cũng bớt tiếng lại, nhiều khi nó rút trong máy quý vị. Đang quay phim về cắt bỏ nó uổng, nhiều khi nó rút trong máy đây cắt bỏ nó uổng. Rồi quý vị biết không, như vậy là trong đó thời gian đó là dần lên chút không dần cái xe nó không đúng trong máy. Thì quý vị biết không, như vậy là như vậy, gặp Đức Phật mà thuyết pháp, như vậy là Ca Diếp ngồi nghe thuyết pháp quý vị. Thì Ca Diếp ngồi nghe thuyết pháp như vậy đó là coi như ổng mới là này cũng chưa tin nữa, gặp Đức Phật mà chưa tin nữa quý vị. Ca Diếp hồi đó kỹ lắm mới nghe. Thì Ca Diếp đó bắt đầu nói là thuyết pháp xong xuôi đàng hoàng thì bắt đầu mới bước ra ngoài cổng. Thì vừa bước ra ngoài cửa đó quý vị, thì Tịnh Xá bước ra ngoài cửa, thì trong đó gặp Đức Phật ngồi ngoài trước gốc bồ đề trước mới thuyết pháp đó, thì bước ra là gặp Đức Phật ngồi ngoài đó. Thì hôm nay Ca Diếp mới tin tưởng theo Đức Phật để mà tu. Thì quý vị biết không, như vậy là thời gian 2 năm, quá 2 năm rồi mà không gặp Ca Diếp đi về. Thì không gặp Ca Diếp đi về đó thì như vậy là mới là coi như Diệu Hiền ở nhà mới bán vàng dòng, mới cho vàng dòng chứ, là coi vàng dòng hộc sòn kim cương bán ra để mà lấy tiền đó cho bố thí hết trơn quý vị, bố thí hết trơn luôn. Thì coi như bắt đầu xuất thân để đi tu, là nhà cửa bỏ hết luôn, xuất thân đi tu như Phật Thích Ca đó, bỏ đền vàng điện ngọc vậy đó, bắt đầu đi tu. Nhưng mà bây giờ quý vị biết không, đi tu mà qua cái khối Bà La Môn đó, tu không chánh đáng, tu qua mà cái khối lả lồ đó chứ, tu mà cũng như không mặc đồ đó, qua khối Bà La Môn đó. Mà quý vị biết không, Diệu Hiền đẹp cỡ nào, nhưng mà lúc này quý vị biết không, Ca Diếp đã thành Phật rồi đó, Ca Diếp đã thành Phật rồi. Thì Đức Phật Thích Ca, thì lúc này đó là Ca Diếp biết là Diệu Hiền qua lạc qua cái khối bên kia để mà tu rồi. Thành thử ra Ca Diếp mới nói với Đức Phật, bây giờ như vậy không được, thì bây giờ như vậy là thôi, bây giờ để rước Diệu Hiền về bên đây để mà tu. Thì quý vị biết không, thì lúc đó cũng nhờ ai, nhờ A Nan quý vị, nhờ A Nan nói tiếp với Ca Diếp để nói với Đức Phật. Thì quý vị biết không, nói Đức Phật rồi đó là giết Diệu Hiền gì à. Thì bây giờ như vậy là đi khắc thực,
thì đi khắc thực, thì một ngày khắc thực mà đầy bình bát rồi đó là chia cho diệu hiền. Bởi vì lúc đó là cái thời lúc này nè, cái thời Phật Thích Ca mà bên Nam Tông này quý vị, thì lúc này cái thời này đó thì chưa có là bên nữ tu, là bên Nam Tông lúc này là nam tu không, không có cho nữ đâu. Nhưng mà từ cái dịp này mới có là nữ đó quý vị. Thành thử ra hồi đó bên tỳ kheo là 250 giới, mà nữ tại sao là 348 giới. Đó, thành thử ra cái giới lực nữ đó, thì lúc đó Đức Phật ra nó căng lắm. Thành thử ra hôm nay từ chỗ này thì Đức Phật mới có là nữ tu nha. Chứ hồi đó là bên Nam Tông đó, thì coi như là không có nữ tu. Thì coi như vậy là tu thời gian quý vị. Thì tu thời gian như vậy là coi như hai người sức căn tu là thành Phật hết quý vị. Đó, thành thử ra hôm nay mình làm từ thiện, tức là hôm nay tôi trở lại. Quý vị thấy không, cái thời trước đó mà diệu hiền mà để đi mà đội nón lá cho Phật, mà để lấy vàng hết cho Phật. Đây là có một cái lòng đó, mà ca diếp có một lòng làm từ thiện để mà cũng bước vô để làm cái từ thiện, mà đó là coi như cũng là hai người thành Phật luôn quý vị, thấy không? Bởi vậy cái câu mà nói hiền lành thì nhắm mắt thì thấy non tiên, thấy không? Làm chân chánh là tiên là Phật, mà cái chân chánh là tiên là Phật cái gì quý vị? Đó là do cái lòng của chúng ta. Quan trọng là chúng ta làm từ thiện. Mà đức từ là gì? Cái này nói hơi cao nha quý vị. Bởi cái làm phước nó khác nha, mà cái làm từ thiện nó khác nha. Cái từ thiện này ra trong đó là có bốn đại đức của chư Phật quý vị. Đó, có bốn đại đức của chư Phật. Bởi vì chư Phật có bốn đại đức, thấy không? À, chư Phật có bốn đại đức, vậy ta làm theo bốn đại đức của chư Phật thì chúng ta sẽ là thành Phật ngay. Bốn đại đức của chư Phật đó là đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả. Trong chư Phật có bốn đại đức. Thì quý vị biết không, chúng ta bước lên cái bậc này đó thì chúng ta sẽ là giải thoát. Mà trong cái này là chúng ta bây giờ, thí dụ bây giờ quý vị trong đoàn xe chúng ta bây giờ quý vị không thuộc trong cái bốn đại đức của chư Phật này, thì bây giờ quý vị tu muốn thành Phật cũng dễ lắm quý vị. Mà đức thầy có cho biết đó là chúng ta cúng hai thời, cũng như hồi sớm chúng ta cúng hai thời đó quý vị. Mà đức thầy có nói là đi đứng nằm ngồi gán niệm chớ quên. Chúng ta cúng rồi chúng ta ngồi niệm Phật bán già, hay hoặc là chúng ta đi đứng nằm ngồi sáu chữ chớ quên đó, thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ quý vị không thuộc bài cúng thì bây giờ quý vị về ráng thuộc bài cúng. Mà bây giờ còn những mà cái giáo lý của đức thầy mà chỉ chúng ta quý vị cũng chưa thuộc nhiều đó, thì bây giờ cũng ráng để niệm Phật. Mà đức thầy có nói là ao sen báo Tây Phương đua nở đó, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm đó, thì bây giờ quý vị cứ dịp niệm Phật thì quý vị sẽ về cho có Phật thôi. Đó, thành thử ra hôm nay ý tôi muốn trở lại đó, làm từ thiện thì trong đó là gì quý vị? Quý vị mà bước lên là thành Phật đó, quý vị là lên mức độ cao đó, thì có bốn đại đức của chư Phật đó. Thì bốn đại đức của chư Phật là gì? Đức từ, Phật đối với chúng sanh như mẹ với con, lúc nào cũng phải lo lắng hết lòng dạy dỗ, không nỡ để chúng sanh xa vào của đường tội lỗi mà chịu khổ não, thấy không? Thì bây giờ hôm nay chúng ta bắt chước theo mà cái lời của Phật mà dạy cho chúng ta, thì chúng ta sẽ làm từ thiện, chúng ta là sẽ thành Phật đó quý vị. Thì chúng ta quan trọng là chúng ta là có cái tâm, thấy không? Chúng ta có cái tâm là chúng ta sẽ thành Phật thôi. Mà cái đức là gì? Đức là tâm đó quý vị. Đó, làm từ thiện thì chúng ta phải có cái đức. Thí dụ giả sử như chúng ta đi làm từ thiện, đi bố thí, hay hoặc là chúng ta đi cứu trợ hay gì đó, chúng ta làm từ thiện mà làm hết cái lòng chúng ta, mà làm cái lòng chúng ta là chân thật hết lòng, thì chúng ta sẽ thành Phật, chứ không phải đừng nói là làm từ thiện mà không thành Phật quý vị. Đó, chúng ta làm theo bốn đại đức của chư Phật. Nhưng mà nó có cái vậy nha, mình nói tới nói lui nha. Thành thử rồi hồi nãy tôi nói hỏi làm phước là có thể là thành tiên không, cũng như tôi kể qua mỗi chuyện rồi đó quý vị, làm phước thành tiên à. Nhưng mà cái phước mình đó tùy theo có phước nhiều phước ít. Thí dụ giả sử như bây giờ đó là mình làm phước mà mình làm từ cái đáy lòng của mình làm phước mình hết lòng của mình đó, thành thử ra mình làm mình đừng có kể. Thí dụ giả sử như mình làm phước một cái chuyện gì, nói là bây giờ như vậy là tôi làm phước nha, tôi phải lên đài nha, đó tôi phải về phim như vậy nha, tôi mới chịu nha, làm phước tôi phải có giấy khen này kia nọ nha. Mà làm phước này sao quý vị? Cũng có phước chứ không phải là không có phước. Nhưng mà làm phước, cái phước này á, thì nó ít, thấy không? Làm phước là nó ít. Mà làm phước đó thì đây là cái hữu lậu. Mà làm phước mà chúng ta mà không muốn hữu lậu, chúng ta làm từ cái tâm thật lòng của chúng ta đó, thì chúng ta cũng sẽ được là thành tiên đó quý vị. Quay lại cái dốc đó quẹo lên là thì bây giờ như vậy là chúng ta, bây giờ như vậy đó là chúng ta mà muốn thành Phật thì chúng ta là làm bốn cái đức, là đức từ, đức bi, đức hệ, đức xả. Thì tôi mới vừa đọc qua là cái đức từ. Mà đức bi là gì quý vị? Đức bi á thì trong nhà bàn vậy.
Đức Bi, nếu chúng sanh nào dạy dỗ chẳng nghe mà làm điều độc ác để phải tội, hoặc chẳng vì thế mà ghét bỏ lại thương xót không cùng. Đó, thì nở ra trong cái Đức Bi này đó, thì Đức Thầy đó cũng là phải nói là hết lòng là thương chúng ta, là không bỏ sót một người nào hết quý vị. Bởi Đức Bi mình thấy mà noi theo mà cái gương của Đức Thầy đó quý vị, chúng ta phải noi cái gương của Đức Thầy. Bây giờ Đức Thầy chúng ta đó cũng như là một ánh mặt trời quý vị, còn chúng ta cũng như là một cái đèn dầu luôn luôn. Thì bây giờ chúng ta đèn dầu luôn luôn là nhờ cái gì quý vị? Chúng ta phải nhờ dầu, phải không? Cái tim mà nó luôn luôn thì chúng ta nhờ dầu, thì nhờ dầu chúng ta từ từ cái ngọn đèn chúng ta nó cũng sẽ từ từ sáng lên. Thì bây giờ hôm nay cái mẫu chuyện của Đức Thầy đó là chỉ cho chúng ta rõ ràng những mẫu chuyện trên xe này chắc ai cũng biết nhiều đó quý vị. Nhưng mà có số cô bác cũng chưa biết, thành thử ra tôi tại sao mà tôi kể những mẫu chuyện này cho dễ hiểu quý vị. Bởi vì chúng ta là đi chỉ có một ngày hay hoặc một ngày một đêm thôi, thì chúng tôi cũng còn nói chuyện cũng là nhiều nhiều quý vị trên xe, cũng như là mới vừa nói anh Bá gì đó, thì còn Đạo Giang tất cả quý vị, quý vị. Hả? Hai đêm trên núi lắm. À, hai đêm tầng hả? À, thì kể như là tôi không biết nói đêm đi ha, à, kể như hai đêm ha. Thì bây giờ mình nói còn dài dài, có nhiều khi nói pháp và nhiều khi quý vị nhiều khi không nhớ, mà tôi kể mẫu chuyện ra các quý vị dễ nhớ lắm, thấy không? Thành thử ra kể những mẫu chuyện quý vị dễ nhớ. Thành thử ra Đức Bi đó, trong này Đức Phật á, quý vị thấy không? Hồi xưa đó, là cái thời hồi xưa đó, là Đức Thầy mới ra đời đó quý vị. Mà Đức Thầy này ra đời còn trẻ lắm quý vị. Quý vị nhớ kỹ, Đức Thầy mới ra đời mới 19-20 tuổi thôi, còn trẻ lắm. Nhưng mà có người ta ganh tị mà ta ghét Đức Thầy đó quý vị, ta muốn ám sát, ta muốn giết Đức Thầy. Thì như vậy đó là coi như một cái anh này nè, ảnh mới là, ảnh đi mới cưới vợ, ảnh về, thì người ta mướn ảnh số tiền rất lớn quý vị, mướn số tiền rất lớn. Bây giờ làm sao đó là phải giết ông Tư này, thấy không? Phải làm sao giết ông Tư này. Thì bây giờ ông này, ổng mà mới cưới vợ về nữa mà nghèo nữa, thì ảnh nhận số tiền rất lớn quý vị, để mà giết ông Tư Hòa Hảo này. Thì như vậy đó, về nhận số tiền xong xuôi đàng hoàng gì mới bàn với vợ, mới nói là bây giờ em à, bây giờ hôm nay anh đã nhận lệnh người ta rồi, nhận số tiền rất lớn, bây giờ hôm nay như vậy là phải giết ông Tư Hòa Hảo. Thì vợ này phải nói là có một cái lòng từ bi quý vị, nói tèn mẹ ơi, ông Tư là cái người người ta tu hiền mà người ta làm đạo, mà ông Tư này á là coi như ông giúp cho là bá tánh vạn dân để mà tu hành, chứ ông Tư có gì đâu mà phải giết ổng, một cái này tội lỗi rất lớn lắm. Thì ông chồng này ông mới nói rằng bây giờ đã anh đã nhận lệnh rồi, đã nhận rồi, nếu không làm không được, nếu không làm anh cũng phải là chết. Thì vợ này, hai vợ chồng mới cưới quý vị, năn nỉ lắm, năn nỉ không được. Thì vợ tối quý vị biết không, lén lén tối lấy đạn ra hết trơn luôn, lấy đạn ra hết. Thì như vậy là tới 4 giờ khuya bắt đầu là ông này, là ông chồng này bắt đầu là xách cái súng lộn vô luôn quần liền, đặng ra giết ông Tư. Thì quý vị biết không, đứng ngay chân ngã ba đợi ông Tư ông đi tới, thì Đức Thầy xuất hiện liền. Bởi vì cái này cũng như là thầy có nói là tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu, đã sắp đặt cái này là sắp đặt là ông này muốn làm đệ tử của Đức Thầy đó. Thì bắt đầu đó là coi như Đức Thầy vừa đi tới thì ông này cũng vừa móc súng ra, Đức Thầy nói thôi ông đừng có móc súng, ông mà móc súng ra đó he, nếu mà súng ông còn đạn đó he, thì coi như lính bên tay của tôi là giết ông chết rồi. Tôi đi đây là có dân hầu hạ, là coi như đây là có đệ tử tôi, là ông móc súng ra là bắn ông sẽ chết rồi. Nhưng mà thực tế ông coi lại coi, súng ông không có đạn trong đó đâu. Thì quý vị biết không, thì ông, cái ông mà nhận lệnh này đây đó, thì móc cái súng ra thiệt thì không có đạn ở trong quý vị, không có đạn. Hình thể ra từ chỗ đó là ông này mới hết hồn, ông mới quỳ xuống mới lại Đức Thầy đó. Rồi từ đó là bắt đầu là ông này mới theo quy y theo Đức Thầy luôn quý vị, thấy không? Đức Thầy là sáng chói như một ánh mặt trời quý vị. Thành thử ra cái câu mà thầy nói tâm sáng suốt như đài Nguyệt Kiếm, tánh trong như nước bích mùa xuân đó, thì bây giờ hôm nay cái tâm của thầy nó không dính một vợ bạn nào, một lòng từ bi, hết phương từ bi quý vị. Thành thử ra hôm nay là cái gì, chúng ta muốn noi cái gương theo Đức Thầy, thành thử ra Đức Thầy có lòng từ bi. Còn mình bây giờ đó quý vị, ai nói động mình chút xíu mình giận hoài là nghe, phải không? Ai nói mình động chút xíu, ôi ôi cái bà đó mà đi làm từ thiện cái gì ha, đi đòn về đặt này kia nọ, chứ bà đó mà tu gì cái giận này nghe, thấy không? Cô Hà hôm nay tôi mượn thí dụ nói nha, còn mình không giận là tốt lắm nha. Còn bây giờ ông sang ông đó vậy chứ ông đi nói đạo cái gì, ông theo ông làm màu làm mè chứ mà ông nói cái gì cái mình giận rồi nghe, là cái này mình không có từ bi quý vị, thấy không? Kệ, thấy không? Thế à, bây giờ ai cũng thế à, cũng như là thế à, có mẫu chuyện đó.
thì coi cái ông sư này đó, thì coi như ông sư này ông ở chùa cũng như là cái tù hát gì mà giao con nè. Tôi không ít có coi ca lương lắm, là tôi không biết cái gì thị kính thị màu gì đó, nó giống vậy đó. Thì ông này ông sư thì bắt đầu đó là coi như cái cô này không biết cụ đâu mà không biết cô sanh con ra. Cái đi lại ông sư, nó nói ông ở với tôi nè, thấy không, bây giờ ông ở với tôi có con nè, bây giờ là ông con tôi nè, ông phải là nuôi mới được. Ông nói thế à, cái ông bồng đứa con ông nuôi, cũng như là thị kính thị màu ấy. À thị kính thị màu, bị cá lương này tôi ít coi nha, tôi không biết nha quý vị, thành thử ra tôi ít coi cá lương coi phim lắm. Cái hả? Bà con mình vô cúng trước hả, ăn hay sao? Thì thôi bây giờ như vậy là mình tạm dừng hả quý vị. Thôi quý vị nhớ tới đây ha, rồi cái nữa cái lên cái nhắc tôi nha, tôi nói tiếp nha. Dạ. Bây giờ như vậy là coi như trên xe thì mình kể chuyện đi quý vị. Rồi chừng nào mình lên núi mình hả nói về đạo đức rồi mình trao đổi với nhau ha. Còn bây giờ trên xe mình kể mẫu chuyện, hai mẫu chuyện cho quý vị nhớ cho nó dễ. Đến đây chúng tôi cũng xin tạm dừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bà con mình khoảng ăn uống xong khoảng là 7 giờ 20 mình có mặt.